Vâng, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với Cuộc Sống Vùng Cao. Thì như các bạn đã thấy là cũng khá lâu rồi tôi không làm những cái clip chia sẻ về những cái cây thuốc ở trên vùng cao. Thì hôm nay tôi dành một chút thời gian để quay cái clip này với mong muốn đưa đến các bạn một số những thông tin và hình ảnh về hai loại cây thuốc mà tôi đang làm. Đây, đây chính là chè dây nhé các bạn nhé. Chè dây với lại rào cỏ lam thì có thể là các bạn cũng đã biết rồi. Nhiều bạn chúng ta đã biết đến cái công dụng của những hai cái loại cây thuốc này rồi. Tuy nhiên hôm nay tôi muốn nhắc lại đấy, một số những cái thông tin về cái cây rào cỏ lam cũng như là cây chè dây này. Cái thứ nhất là về cái cây rào cỏ lam này thì chúng ta biết là những cái đối tượng mà được sử dụng cái cây rào cỏ lam ấy thì là những cái người mà bị mỡ máu này, bị tim mạch, huyết áp cao này, những cái người mà bị tiểu đường này và những cái người mà thường xuyên mệt mỏi, căng thẳng, khó ngủ này, đau đầu này, hoa mắt chóng mặt này, người bị u bướu này, chúng ta cũng có thể dùng được cây này. Và đặc biệt hơn nữa là những cái trường hợp mà bị gan nhiễm mỡ này, xơ gan, suy gan này, người bình thường muốn tăng cường sức đề kháng thì chúng ta cũng có thể dùng cái cây rào cỏ lam này nhé các bạn nhé. Hôm nay tôi vừa sao cây chè dây này cho nên là nó còn dính nhựa đấy. Đó. Và lưu ý với các bạn là những cái đối tượng mà không dùng được cái cây rào cỏ lam như là phụ nữ đang mang thai, cho con bú này, trẻ em dưới 6 tuổi. Đó, hoặc là những cái người mà chân tay lạnh này, chịu rét kém này, những người mà không thích lạnh này, là đổ mồ hôi này, thở ngắn hơi này. Đấy, đại tiện lỏng loãng này, miệng nhạt, khô khát thì chúng ta không nên sử dụng cái cây rào cỏ lam này. Đấy, đấy là những cái thông tin tôi muốn gửi đến các bạn tham khảo. Và một cái nữa, tức là cái liều lượng ấy, liều lượng mà sử dụng thì đây. Cái cây này thì nó là một cái cây có thể là làm hạ đường huyết rất là nhanh nên là tuyệt đối chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều. Và liều lượng mỗi ngày các bạn có thể sử dụng từ khoảng 60 đến 70 gram khô nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn chỉ nên sử dụng từ 60 đến 70 gram khô cho một ngày. Đấy. Và cái dùng theo thời gian các bạn nên uống vào buổi sáng và buổi chiều. Đấy, thì những cái lúc đấy nó sẽ làm cho chúng ta tỉnh táo hơn và làm việc nó sẽ đem lại sự hiệu quả hơn. Đó. Và tuyệt đối các bạn không nên uống vào buổi tối nhé các bạn nhé. Hoặc là trước lúc ngủ ấy thì các bạn không nên uống cái cây rào cỏ lam này. Đấy. Vì vì sao? Tôi lại bảo là các bạn không nên uống vào buổi tối. Tại vì là những cái trường hợp mà các bạn có thể là nó cái thuốc này các bạn uống nó cho hiệu quả tốt thì khi mà uống vào buổi tối thì nó sẽ gây khó ngủ cho các bạn. Đấy, làm mất ngủ này, khó ngủ. Đó. Và đồng thời là nó có thể làm đầy bụng. Đấy, làm trướng bụng đấy. Đó. Ngoài ra thì cái cây rào cỏ lam này thì những cái trường hợp mà hay bị hạ đường huyết ấy hoặc là cái huyết áp quá thấp ấy thì các bạn phải ăn no trước khi uống cái cây rào cỏ lam này, uống trà rào cỏ lam này. Và các bạn có thể cho thêm vài lát gừng vào để tránh trường hợp mà hạ đường huyết quá nhanh ấy. Đấy. Và cái cây này thì những cái trường hợp mà muốn uống những cái người mà không bị tiểu đường ấy các bạn thì có thể cho thêm đường vào để mà dễ uống. Đấy. Đây các bạn này. Ngoài ra nữa thì những cái trường hợp nào mà đang muốn giảm cân ấy thì các bạn cũng uống cây chè rào cỏ lam này nó cũng rất là tốt. Tuy nhiên rằng thì chúng ta phải kết hợp với lại chế độ ăn uống hợp lý thì nó mới cho chúng ta một cái kết quả tốt được. Chứ còn nếu chúng ta mà vẫn ăn uống nhiều thì nó cũng khó giảm béo đúng không nhỉ? Và cái cây rào cỏ lam này thì các bạn tuyệt đối là không nên uống lạnh nha các bạn nhé. Các bạn pha và uống lúc nó còn nóng.
Đó, và không nên dùng qua đêm, không nên để qua đêm. Để qua đêm thì nó sẽ chua, nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta. Đấy là một số cái thông tin về cây cây giảo cổ lam này. Bên cạnh này, bên cạnh cái cây giảo cổ lam này thì đây các bạn này, đây là cây chè dây. Chè dây thì như các bạn đã biết, tôi cũng đã có những cái clip về cái cây chè dây này rồi. Thì không biết là các bạn đã có dịp mà xem chưa. Thì cái cây chè dây này là đặc trị viêm dạ dày nhé các bạn nhé, ở hơi ở chua, viêm loét dạ dày, hang vị dạ dày, diệt vi khuẩn HP. Đồng thời là những cái trường hợp nào mà chúng ta gan mà không tốt đấy thì chúng ta dùng cây này. Và cây này thì nếu mà thận yếu, thận hư thì chúng ta không nên dùng cái cây chè dây. Đấy là theo khuyến cáo, theo những cái thông tin, những cái sách báo mà tôi tìm hiểu được, là đây là cây chè dây. Thì những trường hợp nào mà bị thận hư, thận yếu thì chúng ta không nên dùng cây chè dây nhé các bạn nhé. Ngoài ra thì cây chè dây nó cũng gần giống với lại cây giảo cổ lam, tức là tác dụng có thể hỗ trợ cho những cái trường hợp nào mà bị mất ngủ, thì chúng ta uống chè dây hoặc là giảo cổ lam nó rất là tốt. Đấy. Đây. Thì mấy hôm nay tôi phải lên rừng để mà tìm những cái cây thuốc này để gửi cho tất cả các bạn. Đấy. Có rất là nhiều bạn. Tôi cũng chưa kịp trả lời những cái dòng bình luận của các bạn, thì mong tất cả các bạn hết sức là thông cảm. Đấy. Tôi sẽ để cái link Facebook của trang Facebook của tôi ở dưới video để cho các bạn, là có bạn nào cần thì các bạn có thể liên hệ nhắn tin cho tôi qua Facebook, tôi sẽ gửi cho các bạn. Đấy. Đây là tôi tự làm nhé các bạn nhé. Và về sau tôi sẽ có những cái clip cho các bạn xem trực tiếp từ trên rừng khi mà mình đi hái như nào, hái về mình phải làm thế nào để ra được những cái sản phẩm nó tốt như thế này nhé các bạn nhé. Chè dây này không phải là chúng ta đi lên rừng hái về thái phơi khô là nó cho ra màu như này và nó có tác dụng tốt, mà chúng ta phải trải qua khá là nhiều công đoạn. Tại vì là mùa này là mùa của chè dây, nó thường phát triển vào tháng 4 đến tháng 10 hàng năm, nên là hôm nay tôi tranh thủ đi hái để gửi cho tất cả các bạn. Thì cái cây chè dây như vừa rồi tôi đang nói dở ấy, thì cây này là một cái cây để mà điều trị được bệnh dạ dày thì chúng ta phải có nhiều công đoạn chế biến. Chúng ta hái về rửa sạch rồi để ráo nước, rồi thái xong phơi, thái xong chúng ta cho vào chảo hoặc là cho vào cái nồi, chúng ta sao lên. Đấy, sao cho bớt nước đi. Rồi chúng ta phải ủ nhé các bạn nhé. Các bạn là phải ủ từ khoảng 8 tiếng đến 10 tiếng hoặc là từ 10 tiếng trở lên thì nó sẽ cho ra những cái chấm màu trắng trắng như thế này. Đấy. Đây không phải là nó bị mốc mà là do nhựa của cây chè dây này. Đấy. Theo những cái cuốn sách về Đông y thì những cây chè dây này càng có nhựa màu trắng càng nhiều thì nó càng cho hiệu quả chữa bệnh càng cao. Đấy, để cho các bạn biết hơn thì tôi gửi cho các bạn những cái thông tin như thế. Khi mà sau khi các bạn đã phơi rồi ủ qua đêm rồi, sáng hôm sau thì các bạn sẽ lấy ra để phơi, phơi những cái chỗ nào mà râm râm, đừng có nắng quá, đấy đừng có nắng gắt quá nha các bạn nhé. Đấy. Ở dưới này này tôi cũng có một mẻ, đây tôi cũng có một mẻ chè dây, nó màu trắng đẹp như thế này. Đấy. Còn nếu các bạn mà muốn tìm hiểu kỹ hơn nữa thì các bạn có thể tham khảo ở trên mạng để xem là cây chè dây hoặc là giảo cổ lam nó có tác dụng gì
chữa bệnh ra làm sao và cách dùng như thế nào thì các bạn có thể xem thêm ở trên mạng. Rồi sau đấy nếu mà có nhu cầu thì các bạn có thể là liên hệ với tôi. Tôi sẽ gửi cho các bạn. Rồi, cái clip hôm nay đến đây thôi. Hy vọng là nó sẽ ý nghĩa đối với các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho tôi một like để tôi có nhiều động lực hơn để làm những cái clip về sau cho các bạn xem. Và đồng thời là nhấn cái nút chia sẻ nha các bạn nhé. Chia sẻ cho nhiều người cùng xem hơn nữa. Nếu mà cô bác nào, anh chị nào mà chúng ta chưa nhấn nút đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình thì các bạn, các bác nên vui lòng nhấn vào nút đăng ký. Khi nào mà tôi có những cái clip về sau tôi đăng lên thì các bác là những người đầu tiên nhận được những cái clip mới nhất. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này. Chúc các bác có một cái sức khỏe dồi dào.